Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn cũng như mình có một cái kênh phụ là Thương Nhớ Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với mình bao lâu nay. Vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa Cali Sài Gòn cảm ơn tất cả quý vị đã luôn lúc nào cũng ủng hộ cho kênh Cali Sài Gòn, nhất là cái video clip vừa qua mà mình có cảm xúc và nghĩ về cái gia thế và hoàn cảnh của cháu Hồ Văn Cường, cho nên mình đã có làm một bài thơ nhưng mà mình không có cái đề tựa, và mình cũng có nhờ tất cả các anh chị các bạn ở trên đây để nếu mà đọc xong thì có thấy cái tựa đề nào phù hợp thì cho mình ý kiến bình luận vào. Nhưng mà mình không ngờ là rất có nhiều người hưởng ứng và cái lời tựa nào cũng hay chứ á. Vâng, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc, những cái lời của các bạn nói bình luận như là buồn quá, đọc muốn khóc. Thường thì những cái sự việc mà nó buồn đến mức độ khóc thì không có hạnh phúc được. Nhưng mà cái này hạnh phúc trong nước mắt mà mình phải nói là mình không ngờ các bạn ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường với cái bài thơ vừa rồi rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn tất cả các ông bà anh chị. Và nếu mà cháu Cường mà có đọc được cái bài thơ này, chắc cũng hiểu được cái nỗi lòng của tất cả khán giả yêu mến cháu như thế nào. Cho nên đừng có phụ lòng tất cả mọi người đã trong bao nhiêu năm nay đã yêu mến cháu nha. Nhất là hãy ráng học cho thành tài. Còn việc ca hát thì đi song song với nhau, nhưng mà theo tất cả những người làm cha làm mẹ thì cũng muốn con cái mình học thành tài cái ha. Rồi đứng bằng đôi chân của mình, dầu ai nó ngã nó nghiêng nói gì cũng được hết. Cháu hãy cứ giữ im lặng như là từ bao lâu nay cháu đã im lặng. Đó là cách trả lời thành công nhất mà tất cả mọi người khán giả đã suy nghĩ như vậy. Hãy học cho thật giỏi, rồi tiến thân vào con đường sự nghiệp, trong thương trường cũng được, nghề ca hát cũng được, hay là trong việc học vấn cũng được. Miễn sao thành công, rồi giúp đỡ chị của mình, rồi trả hiếu lại cho cha mẹ ruột của mình. Nhớ cha mẹ ruột nha, tại vì Cường còn cha mẹ đó, nhớ công sanh dưỡng dục của cha mẹ của mình. Rồi cảm ơn người mẹ nuôi của mình. Đó, là như thế. Và cũng đừng có quên công ơn của tất cả những người nào đã từng nâng đỡ cho cháu. Còn trong vấn đề anh chị em nuôi của cháu, thì nếu mà trong tương lai cháu có thể giúp đỡ được thì cháu cứ chưa giúp đỡ. Đó là điều mà ai cũng mong muốn hết, những người chị nuôi, những người em nuôi. Nếu mà cháu có thể giúp đỡ được trong khả năng, ở đây chỉ là chị nói bây giờ vậy thôi chứ chưa tương lai thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà nếu mà trong tương lai cháu thành công rực rỡ, cháu là một ngôi sao sáng trong nền âm nhạc, thì hãy giúp đỡ. Nếu mà các chị hoặc em nào cũng muốn dấn thân vào con đường nghệ thuật ca hát. Vâng, thì bây giờ chúng ta đọc lại những lời bình luận về bài thơ vừa rồi nha. Vâng, trước nhất thì mình đọc lại những cái này mình đã ghi lại. Châu Từ: giữa lúc bệnh mà đuổi gia đình người ta ra đường, quá độc ác. Mình Hiếu Nguyễn: người đàn bà này CEO, chồng mê gái, mẹ mê trai, còn bà ta thì mê casino, đã đủ nổi tiếng rồi chưa? Hà Thúy: người lớn chúng ta đôi khi còn chưa nên thân, còn mắc sai lầm, huống chi là Hồ Văn Cường. Cháu chỉ là đứa trẻ 18 mới bước vào đời. Những người như chúng ta tại sao sân si với một đứa trẻ đáng tuổi con cháu của mình? Vâng, đây là những lời bình luận của các bạn. Vâng, chúng ta tiếp tục nhé. Bảo Châu. Đây, bây giờ mình sẽ đọc lời bình của Bảo Châu chứ. Bài thơ của anh hay và cảm động quá, và ý nghĩa. Ông Bảo Thụy là người có tầm nhìn rất sáng suốt vào thời điểm đó. Ông đã nói: giá như cô Trang Khàng không đến đó, giá như để tang lễ cố ca sĩ xong xuôi, giá như khi trả tiền quản lý không nên quay
rồi đưa lên mạng xã hội thì mọi việc không đến như thế này đâu. Nhưng tất cả do người lớn và phía ekip gây ra, chứ Cường không hề nói một lời gì đến tiền bạc cho đến thời điểm hiện tại vẫn vậy. Ngọc Tuyền Trần, anh Kali lại làm mọi người khóc nữa rồi, tôi chắc ai cũng phải khóc. Thơ của anh rất hay, xúc tích, tổng quát được những gì em Cường đã trải qua. Cảm ơn anh đã có một bài thơ hay từ tận đáy lòng, rất hay ạ. Vâng, cảm ơn người bạn Ngọc Tuyền Trần nha. Lo Nguyễn, bài thơ hay quá anh ơi, đầy đủ ý nghĩa, nghe xúc động quá, bảo đảm ai nghe qua cũng phải rơi lệ. Xin chân thành cảm ơn anh Kali. Chúc gia đình anh sang năm mới mạnh khỏe hạnh phúc. Anh Kali phân tích nghe đau lòng quá, thương con Hồ Văn Cường, thương luôn những người thương con. Anh Kali ơi, đặt bài thơ này là Cánh Cò Cậu Út Gò Công đi nha. Julia N.A. Bài thơ hay quá, quá xúc động anh Kali Sài Gòn à. Mình đã rơi nước mắt khi nghe bài này. Mình nghĩ bài này có thể đặt tên là Cánh Cò Gò Công hoặc là Xót Xa Cánh Cò. Thư Hồ Thị Anh, mình nhận thấy Phi Nhung cũng hâm mộ và yêu thương tài năng của cháu Cường. Họ có duyên phận cùng nhau mới được làm mẹ và con. Giờ mong Phi Nhung yên nghỉ, cháu Cường cũng phải phát triển tài năng của mình. Phải để cháu tranh thủ lao động cống hiến và lo cho cuộc sống, chứ bắt cháu cứ sức mướt, mang ơn, đội ơn mãi thì cuộc sống nó nặng nề lắm. Tôi thấy cháu ngoan hiền, gia đình cha mẹ chân chất, Phi Nhung có tâm. Việc còn lại là sự hạn chế từ phía quản lý của Phi Nhung, đã tạo nên một không khí ngột ngạt cho cháu Cường mà mẹ Phi Nhung chưa kiểm soát được. Mãi yêu Phi Nhung và cháu Cường. Phụng Trần, anh nói đúng lắm. Người lớn mà có tấm lòng nhỏ không đáng kính trọng. Cảm ơn Bầu Thụy và Ngọc Sơn đã giúp cho Hồ cháu Cường qua cơn hoạn nạn. Phạm Oanh Lê, chào chú Cali Sài Gòn. Thơ hay quá chú ơi, con nghe rưng rưng nước mắt, hay ý nghĩa tâm sao thơ vậy chú ơi. Con nghe, con quê cũng ở Tiền Giang, thương em Cường, nhưng đời mà ở phải gặp phải chú ơi. Giờ anh Thụy và anh Sơn cứu vớt em, hai anh ấy cũng được trời Phật nhìn thấy. Chúc đại gia đình chú dồi dào sức khỏe, bình an trên vạn nẻo đường hạnh phúc, mọi sự an lành. Hương Trần thì chỉ đề là hai chữ, có thể là bạn này cho mình ý kiến là bài đặt tựa của bài thơ là Lặng Thầm. Vũ Bích Thủy, sóng gió thì đổ lên đầu một đứa trẻ mới vào đời. Thương quá đi, cúng mẹ, chửi con thì cũng làm gì, đúng là giả dối. Hùng Trịnh, hay quá, tuyệt đã khóc theo bài thơ của Kali. Bài thơ chứng tỏ Kali yêu Hồ Văn Cường nhiều lắm và thật lòng xót xa cho gia đình của cháu Hồ Văn Cường. Kiều Xuân Nguyễn Thị, bài thơ hay và cảm động quá. Theo tôi, bài thơ này lấy tên là Tâm Từ Lòng. Điệu Phan, rất là ngắn gọn, chỉ có 6 chữ. Bài thơ rất là cảm động. Dạ, cảm ơn bạn rất nhiều. Hậu Trịnh, đã bảo Hồ Văn Cường im lặng là người lớn kia ức đến tận cổ, sẽ không chịu nổi cháu Cường im lặng, còn nguy hiểm hơn là trả lời câu nào. Thôi chứ cháu cứ im tiếp và cháu không thèm đọc và đừng dùng mạng xã hội. Thế mới tức. Nếu mà nghe và dùng mạng xã hội thì thêm đau đầu thôi. Không đọc một chữ nào cho đỡ lo vào thân, để thời gian ngủ cho sướng. Vì Cường là trẻ con, không hiểu chuyện người lớn. Người lớn lúc nào cũng thèm tiền để còn đi vào cờ bạc. Còn Cường, nhà quê chất phát quê mùa, không cần nhiều tiền để làm chi. Đi hát cho bà mang tiếng. Nước ngoài mà không đồng không xu bà bóc lột trẻ con
có nhiều chữ mình không hiểu được hết ý nghĩa của bạn này. À, cảm ơn bạn Hậu Trịnh, đại khái là bạn cũng thương cháu và cũng có những lời giống như là với người CEO của một công ty, của một trung tâm nhạc ở hải ngoại đó, đừng có sân si với cháu Cường, đại khái là như vậy. Tại vì bạn biết không có chấm phẩy đó, cho nên mình đọc không có suông và cũng chưa hết hiểu ý. Xin lỗi bạn nha, nếu mà mình đọc không có suông. Thoại Trang Trần, chú Cali làm bài thơ rất ý nghĩa và hay lắm. Vâng, cảm ơn Thoại Trang Trần nha. Trần Bích Phương, bài thơ rất truyền cảm, gây xúc động cho những ai yêu thương cháu Cường. À, cảm ơn bạn. Thanh Thành, nghe đi nghe lại hay và đúng lắm luôn. Mỹ Phương Độ thì nói như thế này. Bài thơ tuy ngắn nhưng bộc lộ đầy đủ ý nghĩa, quá cảm động. Cảm ơn Cali Sài Gòn, tin rằng khi nghe bài thơ này, mọi người sẽ mở rộng tấm lòng và đón nhận cháu Cường nhiều hơn. Mão Trần, anh Cali làm thơ hay quá, em chúc anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc, cháu Cường được thành công. ML, hello chú, bài thơ hay quá chú ơi. Con có một cái tên gọi cho bài thơ này là Số Phận Cậu Út Gò Công, chú nghĩ có được không? Thank you chú. Vâng, cảm ơn ML nha. Kale, cảm ơn anh Cali những bài thơ viết lên. Bài thơ mà em nghe em đã khóc rất nhiều vì một chữ thương cậu Út Gò Công. Loan Thị Lê, anh ơi, bài thơ anh làm cho cháu Hồ Văn Cường quá hay và xúc cảm. À, đi đúng đường, đúng nghĩa luôn đó anh. Và cảm ơn Loan Thị Lê nha. Rồi mình tiếp tục nha. Nguyệt Ngô Thị, cảm ơn Cali Sài Gòn đã sáng tác bài thơ cảm động và ý nghĩa. Cường ơi, cố lên con. Kim Quế Trần, Cali Sài Gòn là một người có tấm lòng sâu sắc, nhân hậu, biết thương người hiền. Đúng là Hồ Văn Cường, một đứa trẻ có tài, có đức, có tâm và rất hiền lành, nhưng phải chịu nhiều nỗi oan ức, âm thầm chịu đựng, không nói nên lời. Nay được Cali Sài Gòn nói lên sự chịu đựng hoàn cảnh khó khăn của Cường, nhất là qua bài thơ nói lên sự oan ức của một tài năng nhí phải chịu đựng sự vùi dập của những người kém suy nghĩ. Tôi nghe bài thơ này mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Bao nhiêu hình ảnh của Hồ Văn Cường hiện lên trước mắt tôi. Từ khi bé mới bước chân vào thế giới ca nhạc cho đến nay, tôi không bỏ sót một clip nào nói tới Hồ Văn Cường, kể cả các YouTuber tốt và xấu. Qua bài thơ này, cộng đồng mạng sẽ hiểu Cường nhiều hơn. Chúc gia đình Cali Sài Gòn vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự như ý. Vâng, cảm ơn Kim Quế Trần. Thị Thô Mai, nghe anh đọc bài thơ cảm động và càng thương cháu nhiều hơn. Cảm ơn anh Cali đã đồng cảm với hoàn cảnh của cháu. Qua giông bão này, mọi người càng yêu cháu Cường nhiều hơn vì cháu rất là kiên nhẫn, nhẫn nhục, chịu đựng trước sự tấn công vô lý của phía fan Cường và quản lý của Phi Nhung. Tân Hạnh Trần, Cali Sài Gòn rất có tâm và cách nhìn đúng đắn, là người có đạo đức luôn ủng hộ kênh. À, cảm ơn bạn rất là nhiều. Hoài Nguyễn, bài thơ của anh thật hay, thật cảm động. Bài thơ như một câu chuyện dài thương tâm về cuộc đời, cuộc sống của cháu Hồ Văn Cường. Lẽ ra cháu may mắn thì cháu đã thành công và có ca sĩ tươi đẹp rồi. Tương lai của cháu sẽ là một ước mơ. Chúc con luôn vững tin để thực hiện ước mơ. Chưa muộn, khán giả khắp nơi luôn yêu thương tiếng hát và đạo đức của con. Yêu thương lắm, Cường ơi, hãy tỏ sáng. Hải Phụ, cảm ơn anh Cali Sài Gòn. Nghe bài thơ của anh làm tặng cho cháu Hồ Văn Cường, cộng đồng mạng nghe cảm động quá, rất yêu thương Cường. Violet Art, thơ cảm động quá, anh Cali ơi. À, vâng, chào Violet, lâu rồi không có gặp. À, cảm ơn Violet đã có lời nhận xét yêu thương Cường và luôn luôn ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường. Vâng, thì đây có một người nữa, đây là có cái tên là Thu Võ, đặt tên là Cánh Cò Gò Công được không? Bài thơ của bài thơ này thì phòng đào tạo CTC có ý kiến là cánh cò bi thương hoặc là đất gò công. Liên Giang,
Phân tích rất hay, nếu thương Phi Nhung thì phải thương Hồ Văn Cường. Dù con có sai, nhưng vẫn là con. Cha mẹ nào cũng bao dung, thì những ai thương Phi Nhung thì nên bao dung cháu Cường. Nếu cháu có lỗi, riêng tôi những ngày xưa nhà buôn bán, khi tới tuổi vừa lớn, ba mẹ tôi mở sổ ngân hàng mỗi tháng đều vô tiền cho công lao con cái, sau giờ học ra tiệm để giúp. Ngoài Mạnh Quỳnh hát, chỉ có Hồ Văn Cường hát chung đem lại sự chú ý thích thú mà thôi. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ... Tại vì có một số bạn hồi nãy giờ mình đọc như vậy, có nhiều số bạn không hiểu được cái bài thơ đó nó như thế nào. Cho nên chúng ta cũng xin lược lại cái bài thơ đó để cho tất cả mọi người đều hiểu các bạn ha. Vâng, thì bài thơ đó bây giờ sắp sửa chúng ta sẽ có được cái tựa đề này. Nãy giờ mình thấy là cánh cò Gò Công, cậu Út Gò Công, thương cậu Út Gò Công, mấy cái chữ đó rất là nhiều. Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ lại bài thơ đó nha các bạn. Bỗng dưng ngồi nhớ chuyện xưa, cái thời còn bé, Cường chưa biết gì. Tham gia trong một cuộc thi, giọng ca hát nhí chỉ vì đam mê. Cất cao giọng hát nhà quê, nghe buồn mang mát, lòng se sắt lòng. Con cò nhỏ bé Gò Công, chợt vươn đôi cánh giữa lòng Tiền Giang. Nào ngờ đoạt giải quán quân, ôm luôn cả giải mai vàng truyền thông. Tưởng rằng đời sẽ hạnh thông, ai ngờ lại vướng vào vòng thị phi. Mẹ nuôi chợt bỗng xa đi, giữa mùa Covid buồn ghi khắc lòng. Nỗi đau còn ngập bến sông, con đò chưa trải cánh đồng thời gian. Thế sao nỡ cắt khăn tang, đuổi Cường ra khỏi nơi căn nhà này. Mẹ ơi, mẹ hỡi có hay, con quỳ lại mẹ mà cay đắng lòng. Đứa con mà mẹ thương yêu, mẹ vừa nhắm mắt họ đành nhẫn tâm. Nghẹn ngào ngoảnh lại bước chân, nén hương nhờ chị đốt thầm giùm em. Tương lai nào có con đường, con chọn im lặng vẫn không vừa lòng. Phỉ báng nhục mạ vừa xong, buông lời du khống chất chồng mẹ ơi. Thương mẹ, con vẫn đợi chờ cái nhìn nhân thế, miệng đời đổi thay. Con tin sẽ có ngày mai mọi người sẽ hiểu cả hai mẹ con mình. Bây giờ càng vững niềm tin, vì có chú Thụy, bác Sơn đỡ đần. Cảm ơn khán giả xa gần, ông bà anh chị tình thân sớm diện. Cảm ơn đất nước mọi miền, cảm ơn cô giáo, cô tiên trong đời. Cảm ơn từ thuở nằm nôi, công cha nghĩa mẹ muôn đời không phai. Cảm ơn tất cả những ai, dẫu thương hay ghét, chẳng phai tất lòng. Tên con ba chữ Hồ Văn Cường, Tiền Giang tiếng hát, cánh cò Gò Công. Vâng, kính thưa các bạn, đó là cái bài thơ mà mình vừa làm vừa rồi, mình xin phép đọc lại để cho khán giả nào chưa có coi cái clip trước thì bây giờ họ hiểu tại sao có cái video clip hôm nay. Vâng, tiếp tục nha các bạn ha. Loan Nguyễn, bài thơ hay quá anh ơi, đầy đủ ý nghĩa, nghe xúc động quá, đảm bảo ai nghe cũng phải rơi lệ. Xin chân thành cảm ơn anh Kali. Sang năm chúc anh năm mới mạnh khỏe hạnh phúc. Anh Kali phân tích nghe đau lòng quá, thương con Hồ Văn Cường, luôn những người ai thương con. Quốc Lê thì gợi ý là bài thơ này là cậu Út Gò Công. Julia Anna, bài thơ hay quá, quá xúc động anh Kali à. Mình đã rơi nước mắt
khi nghe bài này, mình nghĩ bài thơ này có thể đặt tên là Cánh cò Gò Công hoặc là Xót xa cánh cò. Tiết Trần Thị, cảm ơn Cali Sài Gòn đã viết bài thơ nói về dòng đời tuổi thơ Hồ Văn Cường để ăn ngủ cháo, thật xót lắm và cảm động. Tú Lan Diệp, anh Cali ơi, thơ của anh viết cho cháu Cường, em nghe em đọc mà rơi nước mắt, rất hay và rất cảm động, cảm ơn anh đã suy nghĩ và viết ra những dòng thơ này tặng cháu, cảm ơn và cảm ơn anh rất nhiều. Mỹ Trần, cảm ơn anh, bài thơ hay quá, dạt dào cảm xúc, tôi ngỡ ngỡ ý thơ thế này. Đặt tựa có thể là tia nắng đượm buồn hoặc là vùi dập vinh quang. Và cảm ơn bạn thật nhiều. Tina Võ, đặt tên là Cậu Cường Gò Công. Trần Bích Phương, tôi đã xem Mẹ Về Thiên Thu vì tò mò xem dàn dựng của Trung Tâm Thúy Nga có công phu và hay như những chương trình ca nhạc hay không. Nhưng xem xong, tôi cảm thấy thất vọng vì quá sơ sạc, nghèo nàn và gượng ép, diễn xuất yếu, không cảm được cái hồn của đề tài ngoài những nội dung truyền tải của bài hát. Đúng như nhận xét của anh Cali Sài Gòn, nếu không vì tỷ hiềm và nhỏ nhen mà đưa cả cậu Út Gò Công tham gia MV này thì bố cục sẽ chặt chẽ hơn, truyền cảm hơn, thu hút cảm xúc người xem hơn. Bình Minh Nguyễn, thơ hay quá, anh mới đọc mấy câu mà ứa nước mắt rồi. Cảm ơn bạn Bình Minh Nguyễn. Phượng Hồ, bài thơ xúc động, cảm ơn anh Cali, yêu thương Cường. Bài thơ quá hay và cảm động quá, cảm ơn tác giả. Thắng Nguyễn Thị, nghe đọc bài thơ mà rớt nước mắt. Thị Hường Trần, Cường còn rất là ngoan hiền, hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới, không tham lam, không cố chấp, không ghen ăn tức ở, như cái bà chủ tên là Tô Tô gì đó ở bên Mỹ. Mọi người à, tôi nhớ có lần xem con hát ở bên Thái Lan, họ cho cháu rất nhiều phong bì và quà, thì bọn xấu cứ hốt luôn, họ trông thấy thế, họ thương con, và sau đó họ gọi riêng Cường ra phía sau sân khấu, họ tặng riêng cho con một số tiền, nhưng con đã nói là con chưa được xài tiền, nên con không dám nhận, vậy mọi người thấy thế nào, và nói đi ạ. À, là con rất rất là ngoan, đã được mọi người từ trong nước và hải ngoại luôn bên con, yêu thương con và ủng hộ cho Cường rất nhiều. À, như vậy là khi mà đi trình diễn bao nhiêu tiền bo, tiền này kia nọ thì bị ekip quản lý hốt hết. Vì vậy mà người ta đã gọi, khán giả đã gọi Cường ra ngoài sau và cho tiền nữa. Nhưng Cường nói là tuổi chưa được xài tiền cho nên Cường không có dám nhận. Như vậy mà nhiều người cũng đã lại lên án Cường ham tiền, ăn cháo đá bát. Tôi không thể hiểu được các bạn suy nghĩ như gì. Các bạn mong rằng các bạn tìm hiểu thêm. Ở nơi đây tôi không phản biện bằng những câu gay gắt, mà tôi chỉ mong rằng quý khán giả đó tìm hiểu thêm, xem những clip về Cường thì các bạn sẽ hiểu. Viên Phạm, anh bài thơ tuyệt vời, tôi chảy nước mắt cảm ơn anh. Tôi 70 tuổi mà theo dõi từ năm 2016, nhận bé Cường rất ngoan ngoãn chân thành. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Diệp Ngọc Trần, hãy đặt tựa là Xót xa cánh cò Gò Công hoặc là Tuổi thơ bị đánh cắp. Yến Trần, bài thơ làm mình xúc động, mình cảm ơn Cali Sài Gòn về bài thơ này nói về cháu Cường, mình thấy thương Cường nhiều quá. Ok, bây giờ hồi nãy giờ chúng ta cũng đã nghe và những lời bình luận của các tất cả khán giả rất là nhiều. Thì bây giờ các bạn nghĩ như thế nào? Cánh cò Gò Công là được nhiều người nhắc đến, cũng như là cậu Út Gò Công. Thương cậu Út Gò Công.
Thì bây giờ mình thấy mình chọn, cảm ơn các bạn đã cho gợi ý cho mình rất là nhiều, và mình thấy là ba cái tựa đề này là được khán giả yêu mến và nhắc nhở nhiều nhiều nhất. Thì các bạn cứ vào trong comment các bạn coi, thì cánh cò Gò Công, thương cậu Út Gò Công và cậu Út Gò Công là ba cái mà tựa đề mà người ta, mà tất cả khán giả yêu mến đã gợi ý cho Cali Sài Gòn. Vâng, thì mình sẽ chọn nha. Mình sẽ đưa ra quyết định cái bài thơ tựa này, tại vì nó cái mình sẽ nói, mình nói về cái từ tấm bé, rồi qua cái hành trình đi thi, rồi cuộc nhận giải, rồi dẫn đến làm con nuôi của ca sĩ Phi Nhung, rồi bị sự lấn áp và bóc lột của ekip quản lý như thế nào, và sự vươn lên từ một mảnh đất mà ngày xưa đã từng có một ca sĩ nổi tiếng ở đó là con nhạn trắng Gò Công, chắc tất cả ai cũng biết đó là Phương Dung. Và trải qua bao thế hệ, mấy chục năm trời mới có một giọng hát từ Gò Công mà được vang danh như vậy nữa, mà cháu ôm luôn cả ba giải thưởng luôn, phải không các bạn? Cho nên ngoài con nhạn trắng Gò Công thì chúng ta sẽ đặt là cánh cò Gò Công, nó mộc mạc chất phác cũng như là cháu Hồ Văn Cường, phải không các bạn ha? Vâng, mình cảm ơn tất cả các bạn đã gợi ý cho mình. Bây giờ mình quyết định đặt cái bài thơ này là cánh cò Gò Công cho cháu Hồ Văn Cường. Nhưng mà mình cũng không quên đâu nha, vì sự tương tác và sự ủng hộ của các bạn thật nhiều, thì mình sẽ có một bài thơ khác nữa. Mình sẽ cố gắng hình dung lột tả được cuộc sống của Cường nữa. Và bài đó mình sẽ có hai tựa đề mà mình sẽ gợi ý đến các bạn, mà bây giờ cũng là do các bạn gợi ý cho mình đó. Thì mình sẽ đặt cái bài thơ đó sau khi mình làm xong, và bây giờ các bạn cứ cho mình những lời bình luận là thương cậu Út Gò Công, hoặc là cậu Út Gò Công. Bây giờ mình chỉ mới làm được có một đoạn ngắn thôi, mình chỉ làm một mới có làm một đoạn ngắn thôi. Nhưng mà để các bạn gợi ý cho mình ha. Đây, bây giờ bài thơ này thì nó không, mình không làm theo thể thơ lục bát nữa, mà mình làm thơ mới 8 chữ. Rồi các bạn gợi ý cho mình nha, sau khi mình nghe mình đọc. Tại vì các bạn hay gợi ý là cậu Út đó, cho nên mình cũng có cái suy nghĩ một chút xíu về những cái từ ngữ ấy. Ai còn nhớ cậu Út ngày xưa ấy, dáng gầy gò, lem luốc, tuổi 13, thích ngân nga, đi hát. Mình xin lỗi đọc gì thì nó không có suông, tại vì 8 chữ mà. Ai còn nhớ cậu Út ngày xưa ấy, dáng gầy gò, lem luốc tuổi 13, thích ngân nga, hát đám cưới quê nhà, tiền khách cho, đem về đưa cha mẹ. Tiếng hát Út như nỗi lòng kể lể, câu chuyện buồn hoặc nhớ mẹ đêm mưa. Vâng, đây là mình mới làm được vài ba câu để gợi ý, tại sự gợi ý của các bạn đó. Mình sẽ viết, và bây giờ mình sẽ chọn ra là thương cậu Út Gò Công hoặc là cậu Út Gò Công. Đó là tất cả nhờ các bạn để lại những lời bình luận nha. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với là Cali Sài Gòn chia sẻ trong cái giờ nghỉ giải lao của Cali Sài Gòn nói về cháu Hồ Văn Cường. Và chúc cho tất cả quý vị năm mới Tết đến sắp đến rồi, gặt hái nhiều thành công nè, và có nhiều lợi tức để chúng ta được có một cái Tết mỹ mãn, nó trang hoàng cùng với gia đình. Rất là tiếc năm nay mình đã tính rồi về Việt Nam chơi, nhưng mà không được, vì như thế nào thì các bạn đã biết rồi. Chắc năm tới Cali Sài Gòn sẽ quyết định về Việt Nam và sẽ liên lạc với, mong rằng sẽ liên lạc được với tất cả các vị khán giả chúng ta. Mà lúc mà Cali về, Cali sẽ có một buổi tiệc nhỏ nhỏ để mong rằng gặp gỡ tất cả quý vị. Nhà của mình thì ở Sài Gòn, mong rằng ai ở Sài Gòn hay là ở dưới quê gần gần đó cũng được, lên sẽ chúng ta sẽ có một tiệc nhỏ nhỏ họp mặt với nhau, và Cali Sài Gòn sẽ chiêu đãi hết tất cả các bạn. Vâng, xin chào các bạn và
hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau. Xin chào, bye bye.